Đồng Nai vừa khai trương điểm giải cứu thịt heo đã bán hết 100 con. Thưa quý vị thính giả, chỉ trong gần 2 tiếng đồng hồ sáng sớm nay, ngày 30 tháng 4, cửa hàng thịt sạch do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương và Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện đã tiêu thụ được gần 100 con heo thịt và đúng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4. Với giá thu mua tại trại 30.000 đồng 1 kg cho bà con chăn nuôi, trong khi giá bán ra thị trường giảm 20-30%, các cửa hàng bán thịt này nhằm mục đích trực tiếp hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm, đồng thời hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi và người bán lẻ, người tiêu dùng. Cụ thể, như giá thịt đùi ở mức là 60.000 đồng 1 kg, thịt vai là 55.000 đồng 1 kg, chân giò là 45.000 đồng 1 kg, sườn non 70.000 đồng 1 kg. Ông Phan Minh Báo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày mai, Đồng Nai sẽ tiếp tục mở thêm 2 cửa hàng bán thịt heo bình ổn giá tương tự tại chợ Tân Biên, phường Tân Biên và cửa hàng tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đó, từ ngày 4 tháng 5, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các đơn vị có liên quan sẽ họp bàn với toàn thể tiểu thương kinh doanh thịt heo trên địa bàn để có phương án giảm giá bán hợp lý. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai chia sẻ, việc trực tiếp thu mua lợn của bà con rồi giết mổ, mở cửa hàng bán lẻ, phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng, giúp hạn chế các hộ trung gian, đồng thời đẩy mạnh sức tiêu thụ. Hiện tại, do qua đến 4 lần trung gian, nên giá thịt lợn tại trại dù chỉ có 15.000 đồng 1 kg, nhưng đến tay người tiêu dùng thì vẫn ở mức từ 80.000 đồng cho đến 100.000 đồng 1 kg tùy loại.